Có nhiều cách để xử lý da mặt trong Photoshop. Các bạn hãy xem mình đã dùng qua cách này chưa nhé. Đầu tiên, nhân đôi lớp background với Ctrl J. Chọn Spot Healing Brush để xử lý những vùng mụn lớn. Chỉ bôi vào khu vực muốn xóa, Photoshop AI sẽ tự động thay thế khu vực đó bằng những vùng khác cho bạn. Nhân đôi lớp này lên. Đổi Blend Mode sang Vivid Light. Vào Image, Adjustment, Invert hoặc phím tắt Ctrl E. Vào Filter, Order, High Pass. Điều chỉnh thông số ở mức mà phần da mặt không còn thấy mụn nữa. Vào Filter, Blur, Gaussian Blur, làm mềm da với 4.9 pixels. Nhấn giữ Alt và chọn vào biểu tượng sau để tạo mặt nạ màu đen. Dùng công cụ brush màu trắng ở foreground và bôi lên vùng da để xóa những nốt thâm mụn. Lưu ý, không nên bôi vào các cạnh của khuôn mặt như phần cánh mũi, mắt, môi vì những vị trí đó cần phải được rõ nét. Khi đến những khu vực cận thì hãy giảm opacity xuống 50% và bôi lên. Để tăng, giảm kích thước của brush, hãy nhấn phím. Dùng Spot Healing Brush để xử lý nốt những mụn nhỏ còn lại trên khuôn mặt. Chúc các bạn thành công! Bên mình còn có nhiều thủ thuật, mẹo hay và tài nguyên về Photoshop. Các bạn có thể truy cập vào kênh YouTube bên mình nằm ở trong một hồ sơ. Cảm ơn các bạn!